kìa. Nhà hả? Của bà Hạnh, công nhận là giàu có, đẹp thiệt luôn á nha. Ừ, cảm ơn mấy bà nha. Ủa, mà nhỏ Mimi đâu rồi? Sao chưa thấy nó ta? Chắc là sửa soạn rồi. Bà đó hả, bà khó chịu lắm luôn á. Hai quần áo phải tôm tất này nọ rồi mới đi chơi được, chứ không phải như tụi mình đâu. Ừ, chắc là do hả nhà bị ái kỷ từ đó tới giờ nên vậy. Mà ai hình giống bà tới kìa. Hay sao nhà lại bẩn thế kia cơ chứ. Ui, thiệt là. Ủa, bà tới rồi đó hả Mimi? Ủa, Nhân nè, sao nhà bà bẩn thế? Kìa, lá tùm lum hết. Tại sao nhà bà lại không biết quét sân? Ơ, mẹ bà không rảnh thì bà cũng phải cầm cây chổi quét đi chứ, để nhà bẩn thế kia. Ơ đâu, mình thấy nhà của bà Hạnh sạch mà Mimi. Bà nói gì vậy? Đây, mở mắt ra cho kỹ coi đi, lá gì nằm tùm lum thế kia. À, thật ra thì mẹ mình đã quét dọn rồi, nhưng mà tại vì á, lá ở ngoài kia kìa, ngoài sân nó bay vô, gió mạnh quá thì làm sao mà mình biết được cơ chứ. Để xíu nữa. Còn không mau cầm cái chổi mà quét liền đi, đợi chờ gì nữa, nhìn vô khó chịu làm sao á. Trời đất ơi Mimi, bà có cần phải vậy không? Chỉ là hai chiếc lá thôi mà. Thôi được rồi, để mình dọn. Có hai chiếc lá bé tí thế này mà cũng làm khó mình cơ chứ. Không mời á thì nói bạn bè, không mời mà mời thì là bực bội à. Xong rồi đó cô nương, được chưa? Ừ, được rồi. Ê, còn mặt đầm trắng cơ đấy. Bà đã bỡ bẩn mà lại mặt đầm trắng làm gì cho mau dơ. Ủa, Mimi, bạn đừng có nói nữa được không? Mặt đầm trắng thì đã sao? Không, mình chỉ góp ý thôi mà. Ồ, mấy đứa tới chơi hả? Dạ, tụi con chào cô ạ. À. Ừ, thôi mấy đứa ngồi đây nha, để cô vô cô lấy chút bánh ra cho mấy đứa ăn. Đã nha. Tới nhà bạn mà còn được mẹ bạn tiếp xúc tận tình như vậy á, đãi tận tình như vậy thì có hả, thích ghê luôn. Ê, cô mới vừa làm xong cái bánh này ngon lắm, mấy đứa ăn coi rồi nhận xét cho cô nha. Dạ, trời ơi, nhìn ngon quá trời à. Chứ sao nữa, mẹ tôi á là làm bánh ngon số 1 luôn. Thôi mình cùng ăn đi. Ủa Mimi, sao bà không ăn? Thôi mình không ăn đâu. Lúc nãy đi ngang qua thấy mẹ bà cứ lấy tay nhào nhào bột, nhìn bẩn khiếp thế kia, ai mà dám ăn, chẳng vệ sinh gì cả. Ơ, dùng tay nhào bột thì đã sao? Bình thường mà, nhà mình không có máy nhào thì nhào bằng tay. Nhưng mà bà yên tâm, mẹ mình trước khi làm cái gì cũng vệ sinh tay hả, rửa tay rất là sạch sẽ mà, đâu phải ai cũng phải dùng máy. Ơ, không dùng máy thì cũng phải dùng bao tay thôi chứ. Rõ là nhìn bẩn thỉu. Này, bà không ăn thì bà để tụi này ăn, có cần phải nói vậy không hả Mimi? Này, thiệt luôn á. Ủa, tự nhiên khó chịu với tôi thì tôi thấy sao, nó vậy thôi mà. Tôi quen ăn đồ ăn của nhà rồi, cho nên á, bây giờ ăn đồ ăn của người khác tôi phải quan sát thật kỹ, thấy món ăn nó thật vệ sinh thì tôi mới ăn chứ. Hay, tại sao lại không bao tay vào? Vi khuẩn đầy ra đó mà cứ dùng tay nhào nhào rồi mời khách ăn thì là mất lịch sự. Ơ, bình thường á, mẹ mình làm cho nhà ăn thì cũng nhào bằng tay không thôi, đâu có mà cần phải bao tay hay là cái gì, miễn mẹ mình vệ sinh tay sạch sẽ trước khi làm là được mà. Bạn không ăn thì thôi vậy. Thôi kệ đi, tụi mình ăn bánh ngon thế kia. Gớm, nhìn mắt vệ sinh chết đi được. Tụi con ăn xong rồi, tụi con thấy bánh cô làm có ngon không? Dạ, ngon lắm cô ạ. Vừa đẹp mắt lại còn vừa ngon nữa. Đúng rồi, cô thật là khéo tay. Mấy con quá khen rồi. Thôi ăn bánh xong thì uống nước đi nha. Wow, công nhận đã thiệt, vừa được ăn mà còn vừa được uống nữa. Thôi, mấy bà uống đi nha, tôi không có uống mấy cái loại nước ở ngoài như thế này đâu. Đây là chất hóa học, rồi lúc trong quá trình làm chắc cũng mất vệ sinh lắm. Thôi, bạn không uống thì thôi vậy. Bạn có uống nước lọc không? Để mình xuống mình lấy nước lọc cho. Thôi, khỏi cần đi, mình về nhà rồi mình uống luôn một thể vậy. Ai biết được nước lọc nhà bà có sạch sẽ hay không, lỡ lại vi khuẩn đồ không nữa thì mệt. Cái bà này ăn nói sao mà kỳ cục, kỹ thì cũng kỹ vừa vừa thôi chứ. Nước lọc nhà người ta uống cả nhà, chứ có phải là lấy nước khác cho bà uống rồi mà bà nói kỳ vậy. Thôi kệ đi, tính của Mimi đó giờ vậy rồi, chắc làm cho mệt vậy. Ăn uống một bữa thật là no say. Vậy các bạn có muốn tham quan nhà mình không? Có chứ, đi thôi. Công nhận nhà bà cũng to và giàu thiệt hen. Giàu to thì được cái gì, giàu to mà ở bẩn cũng vậy thôi. Để xem nè. Trời, nghĩ cái gương này nó mờ lu thế kia. Coi kìa, cái cả gương nhỏ lẫn gương to, chắc là lâu ngày không đau bụi đây. Người gì mà ở bẩn thế không biết, rồi với cái nền nhà đi cứ sảm sảm cái chân mình làm sao á, thật là khó chịu. Nhưng mà mình khát nước quá, hay là mình đi về trước ta. Về trước thì cũng không có gì để chơi, có mỗi mình ở nhà thôi.
Thôi kệ, mình uống đại nước nhà nó vậy. Ê, tranh thủ không có đứa nào ở đây, mình uống chứ để mất công nó lại nói. Thật là đã khác quá đi. Ây, là mình nhịn từ nãy tới giờ. Ủa, Mimi đó hả? Đang làm gì ạ? Có làm gì đâu, mình chỉ lại ngắm cái bình nước thôi. Trời, ngắm cái bình nước có gì mà ngắm. Ê, uống nước thì bảo uống nước đi, giấu làm gì cho mệt. Còn bày đặt chơi ổng chị ẹo, chẳng phải nó bình nước nhà của bà Hạnh là dơ rồi này, vi khuẩn nọ không vệ sinh hay sao? Mắc mệt. Cái con nhỏ này, được lắm, tại chẳng qua hả, tao khát nước cho nên tao uống lại thôi nha. Chứ không hả, tao thèm rớt tới mấy cái loại nước này, biết có vệ sinh hay không. Đồ nhà mình vẫn là tốt nhất. Ê ê, nói nghe nè, hồi nãy á, mình thấy con Mimi nó lại nó uống nước lọc nhà bà. Bà đặt chê nè, hết tới tận cổ rồi á, cho nên bắt buộc phải uống thôi, để xem uống xong có chết không biết liền. Thôi kệ bạn ấy đi, tính bạn ấy đã như vậy rồi mà. Nhưng mà hả, mình nhìn mình thấy bực giùm thôi. Con người gì mà chẳng chọe hay ghét làm như ta đi ở sạch lắm không bằng. Nè, đang nói gì tôi đó hả? Thì tụi này có nói gì đâu. Sao mà tự nhiên mình chóng mặt nhức đầu quá vậy ta? Ủa Mimi, bà có sao không vậy? Tự nhiên thấy chóng mặt nhức đầu quá, chắc là cả buổi trưa đi ăn nắng ngoài đường. Thôi, bà đi vô phòng tôi, bà nghỉ đi. Nhưng mà biết phòng bà có sạch sẽ, có vệ sinh không? Thì nằm lên đó, lỡ như lại bệnh nặng thêm thì sao? Bà có biết ở nhà hả, mền mồng chiếu đó của tôi, mẹ tôi vệ sinh thật là kỹ, sáng nào cũng phải là giặt nè, rồi đem ra phơi nắng cho vi khuẩn nó chết đi đó. Tuy là của mình không có thường xuyên như bạn, nhưng mà cũng gọi là rất là kỹ lưỡng, sạch sẽ, bà yên tâm đi. Mong là vậy, chứ bây giờ hả, đau đầu quá rồi, chịu hết nổi rồi. Cho mượn cái phòng miếng nha. Ôi, tôi nhìn cái con Mimi mà tôi phát bực lên luôn á. Hay là bây giờ ba đứa tụi mình tống cho nó ra khỏi nhóm đi, nhìn thấy mà ngứa cả mắt. Nếu nó cảm thấy nó ở sạch sẽ quá thì đừng chơi với tụi mình nữa. Thôi bỏ qua đi mà, tôi thấy là tôi bực bình giùm bà luôn á Hạnh. Cũng may là hôm nay nhà bà chứ gặp mà qua nhà tôi kiểu đó, tôi tống cổ bà ra khỏi nhà rồi, chứ đừng ở đó mà ổng mẹo từ nãy tới giờ, ngứa cả mắt. Nè, cái phòng cũng đẹp đó, cũng xinh đó. Ga gối cũng dễ thương, mà không biết có rặn có cháy gì trong đây không nữa. Mình mà nằm lên nó cắn mình thì làm sao? Thiệt, mình phân vân quá, mình có nên nằm lên không ta? Thôi bây giờ mình mệt quá, mình nằm đỡ đi, chắc là không có gì đâu. Mệt thiệt quá. Ai da, con gì nó chích mà nó cắn mình đau vậy nè. Xong xong rồi. Con nhỏ này nó ở dơ thiệt, phòng nó này là rặn được không à? Trời ơi dơ quá đi. Trời ơi, ủa chuyện gì vậy Mimi? Sao bà ở dơ vậy? Đến ở cái chỗ ngủ mà cũng dơ nữa là sao? Trời ơi, toàn là con gì, con rặn con cháy gì, nó cắn tôi nè. À, không phải là rặn cháy gì đâu, mà là do bà bị mũi chích đó. Tôi không biết, nhưng mà ở dơ mới có mũi, đúng không? Cái bà này ngộ, mũi thì chỗ nào mà chả có, mũi ai cũng ở dơ sao? Bà đừng nói là nhà bà không có mũi nha. Thì có, nhưng mà không có nhiều như vậy. À, tôi quên, ở đằng sau nhà tôi á có nguyên một vườn cây rất là rậm, ba tôi chưa kịp phát nó đi cho nên là mũi nó hơi nhiều á mà. Trời ơi, bà cứ làm tôi tưởng chuyện gì, chứ mà mồm chiếu góp của tôi lúc nào cũng sạch sẽ hơn tho, chứ không có dơ đâu. Mà thôi, mặt phát bà, bây giờ không nói nữa, kể từ bây giờ bà không cần phải chơi chung với ba đứa này nữa đâu. Tại vì á, ba đứa này rất là ở dơ, còn bà sạch sẽ, cho nên là bà chơi một mình đi nha. Tôi nghĩ không chơi với ba đứa tụi tôi thì cũng chả ai chơi được với bà đâu. Đúng rồi đó, nếu mà bà cảm thấy á tụi này ở dơ quá thì đừng có đi chơi chung. Sáng giờ tôi ngứa hết cả mắt, nhưng mà tại chẳng qua là nhà bà Hạnh, bà kêu bỏ qua cho nên là tụi tôi không nói thôi. Mấy đứa này ngộ, tôi thấy ở dơ thì tôi nói thôi, làm gì mà tự nhiên quát như mặt người ta như thế. Thôi bỏ qua đi mà. Với lại á hả, bà Mimi bà ở sạch từ đó tới giờ rồi, cho nên là bà không quen thôi với môi trường khác. Không quen gì mà không quen, tụi mình đâu phải là ở dơ gì đâu, tụi mình cũng rất là sạch sẽ, nhưng mà bà kỹ quá đấy. Rồi hả, khinh bay chơi bay cái này cái nọ, bực hết cả mình cái kia. Thôi bà mau đi về đi, bây giờ tôi đuổi thẳng đó, không phải nhà tôi cũng đuổi luôn. Trời, tưởng gì, đuổi thì đi về. Thèm, chắc tôi thèm đi chơi với mấy đứa ở dơ như mấy người á. Người gì đâu mà chả vệ sinh gì hết trơn á, bực cả mình. Xong, bây giờ ba đứa tụi mình khỏe. Người gì á. Và thế là trong nhóm 4 bạn bây giờ chỉ còn 3 bạn thôi, vì cái tính khó ở, sạch sẽ, kỹ quá đen của cô bạn Mimi, cho nên nhóm đã đồng ý cho Mimi ra khỏi nhóm.
Và các bạn ơi, câu chuyện đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và các bạn thấy là cô nàng Mimi kỹ tính sạch sẽ có đúng cách không hay là sai nè. Và các em ơi, video đến đây cũng đã kết thúc. Và hẹn gặp lại các em ở video sau nha. Bye bye.